Vụ gì bà hai? Vụ gì bà hai? Đi lại cái nhà tắm thì chỉ nó quay cái nó ngay chỗ này có ma có người. Những gái mà đều người ta gần như mấy cái dưới nhà tắm phải không? Có mấy con quỷ này kia kia nọ. Chịch nhà tắm lên trên là nhỏ con gái nó chạy lên chạy xuống trong phim cho thấy luôn. Thiệt cái gì ghê vậy? Thiệt luôn á. Bà hai thấy luôn hả? Tao thì chưa thấy mà nó thấy hai lần rồi nó kêu tao chỉ thì mất tiêu rồi. Giờ bà sợ lúc đó bà sợ hả bà? Không. Có mình anh tao nó đứng chỉnh với đâu. Dạ. Yeah. Giờ hôm nay đi bà hai sợ không? Không. Sao vậy? Có chú Sáu nó chỉnh nữa, nó xuống rồi. À vậy hả? Ừ. Sáu với cái thằng nãy đó. Thằng nãy nó còn trên đó hay gì đó đâu à. Thằng mập nãy nó nói chuyện mày thằng nặng đó. Con đâu biết ai đâu. Trời đi chung với nhỏ này hai đứa. Đó hả? Ghê với bà hai, bà nói gì ghê với chỉnh là có ma luôn. Tao nói có chứ không phải không có. Mà cái nhát thì không có nhát. Mà điều như tao chỉ đó, cũng nhân trong cái nhà tắm đó đó ha. Thì có người con gái chết trong đó đó, tóc ngắn. Ngắn này luôn nè. Biến vô trong cái điện thoại của nhỏ đó luôn đó. Nói bà hai này là có người con gái nè. Tóc hơi ngang ngang mà lên trên vào đá chứ không có đứng như tắm. Là cái đó biết sao không? Mà lúc mà ta bị đập đầu dưới á, rồi chạy lên đây rồi chắc thì thế chịu không nổi mới chết. Chứ không thôi là trên này cũng không có ai chết chịu đó chứ. Trời ơi, ở dưới hồ đó hả, ta nói mày đập đầu hả? Xô đại xuống, người nào chết, người nào sống thì người ta giả chết luôn. Rồi chờ chừng nào con boss nó đi hết rồi mình đi chạy lên. Ta thì thấy hiện tại đó là anh tao đó, là hôm nay ông nhỏ tuổi anh tao, ông mới sáu mấy tuổi. Lúc chạy giặt ông chưa có vợ. Vợ ông bị tai biến không ở nhà không. Ông không có đi đâu hết trơn. Ghê bà hai, vậy là trên đó là ma dữ lắm hả bà? Bởi vậy tao nói là mày không tin. Mày nói bà hai này bả sự ma rồi bả nói. Đó, hồi nãy tao dẫn nhỏ đó lại nó đứng nó quay luôn nha. Nó quay thì vô trong cái hình luôn, nó nói người con gái ở trên cái tảng đá này, trên tảng đá này là cái thấy đó rồi phải không? Hơi cái đi qua làm gì. Tao là tao dòm mà tao không thấy, tại tao làm như tao nặng bóng vía tao dòm tao không có gặp. Ừ, chắc vậy bà hai nặng bóng vía lắm à. Không có gặp đâu. Nó thấy mà tao không thấy. Nhà bà hai luyện lòng phái nên thuộc lòng phái nên không gặp hả bà hai? Chúa như mình niệm Phật đồ trong tâm mình hoài đó, không thấy gì đó chứ đâu. Mà. Tâm mình không có tưởng, tưởng Phật thôi. Tưởng Phật không, không có tưởng đó. Nhưng mà thật chất ra là bà hai rất là sợ. Không, không sợ. Bữa đó liền liền sợ chứ bữa nay đi là không sợ. Vậy hả? Bà không mới sợ hả? À, bữa hôm sợ. Ơi. Nó ngày nó đi lên đó, nó quay vậy đó, là nó dái. Dái gì thần với ông bước mặt đây vậy đó. Giờ con đi lên đây con quay phim cho con quay vậy đó. Thì cái nó mới vừa lại đứng chân cửa nhà tắm đó phải không? Thì nó quay dần thấy là cô gái ở trên tảng đá. Tối rồi nó nói mơ bốt hả đi nữa. Tối dữ lắm. Vậy là cô đó cũng sợ nữa hả bà hai? Nó không sợ, nó cũng quay. Mà bà hai là bà hai, hỏi thiệt là bà hai có sợ không nè? Không. Tại sao bà hai? Lý do tại sao bà hai không sợ? Hôm bữa thì bà hai rất là sợ nha. Bữa đó thì sợ thiệt. Nè, cặp cái bên trên chùa bên đây phải không? Cặp bên đó, ma mày chưa từng thấy luôn. Đây nè, ngay chỗ này phải không? Bước lại trên chỗ nhà ít bà mà chỗ nhỏ lật mai nãy phải không? Mày lẳng mày chạy lại đây mày thấy không? Là cái nhà của nó đó. Giấu cái thằng cháu là bà con bên chồng tao đó. Có cái cánh cửa thì mày nhét vào chỗ mày kiếm gặp. Kiếm gặp rồi có nhỏ em của chú Sáu thế này nè. Cái nó hạp đó. Ví dụ kéo cánh cửa và ở trong cánh cửa đó mà cái mà người ta kiếm nhóc ở trên kiếm gặp. Nè, nó mà khi nó đứng vậy phải không? Mày giờ mày thấy bụi xả đó, mày đi vòng bụi xả có ông già ông án. Ông án là mày không có thấy được cái thằng đó. Mất tiêu luôn vậy đó. Cũng thí dụ như bà hai đang ngồi đây có một người đứng cản lại không có cho thấy bà hai luôn ha. Ừ, nói cái, vậy đó. Kiểu giống vậy. Nói vậy giống vậy đó. Chứ thấy nó cũng là 9 giờ sáng mày tính giờ đó ma đâu. Ôi, giấu ban ngày luôn à. Ừ, ban ngày luôn á. Ớn với bà hai. Trời ơi, mày đi đi, mày ấy đi rồi muốn dẫn hay tao dẫn chỉ. Để chịch lên này chút này qua chỗ cái nhà bỏ cái chùa đây ha. Tập bển, bờ bển chút. Rồi tới cái nhà người ta bán tiệm ép bàn với đó là. Bây giờ mình thấy vậy luôn đó. Mày coi trời mưa lắc chắc 14 tuổi. Trời mưa nó chạy tắm đi chơi. Bị giấu. 14 tuổi mà còn bị giấu giống vậy luôn.
Ừ, giấu vậy đó, toàn không thôi. có đem đi đâu hết trơn. Cái nhà của anh ta vậy đó, là bắt đầu để đem vô mà giấu trong đó đó. Ai hợp thì lại kiếm ra, không hợp thì kiếm cần kiếm cả đời. Trời ơi. Đứng vòng vòng ha, cũng có bụi xả đó luôn nữa. Mà mình kiếm hoài không gặp. Cũng như là cái ông nó bộ lớn đó là con ma nó giả, mình cũng biết phải không? Xả tóc rồi cái bắt đầu, miễn mà tao lại đây thì ông đó đứng ngang cản ngang vậy, quay qua bên kia cũng đứng cản ngang vậy, bởi vì đâu có thấy được đâu. Vậy là bà hai đi tìm cái người bị ma giấu luôn hả? Không, người ma giấu cháu tao nó này nè. Là cháu gửi ruột bà luôn hả? Cháu kêu bằng bà, mà kêu bằng mợ dâu. Giờ rốt cuộc lại là ai tìm được cái đứa bé mà bị ma giấu bà hai? Cái gì nữa hay gì? Giúp nó. Vậy cái cô đó sao mà mọi người tìm nhóc hết trơn không gặp, mà sao cô đó gặp được cô? Bà hai. Hạp mày mới gặp sao mày gặp được? Vậy con nghe kể là mỗi lần mà khi trẻ em thời đó bị ma giấu là phải đem chó mực rồi đem. Bây giờ đó ăn nói mà lớn tuổi có vợ rồi đó mà mắc nghiệp bùa cho mình đó. Ôi ôi. Vậy là cái anh đó hả, nhẹ nhẹ vía lắm hả bà? Bà hai biết nó nhẹ không, vía hay nó hạp sao mình không biết mà vậy đó. Mà tới bây giờ có vợ con, nó bự rồi, con nó 5-6 tuổi vậy rồi đó. Là cái anh nó năm nay nhiêu tuổi giờ bà? 2-mấy tuổi vậy rồi. 2-mấy tuổi mà vẫn còn bị ma giấu luôn. Hồi bị đó mà mới có 14 tuổi hả? Thì... Hồi bị giấu 14 tuổi rồi. Giờ nghiệp bùa hoài vậy đó. Giờ bây giờ mà lỡ mà không đeo bùa là bị giấu liền luôn hả bà? Ừ. Cái tiền hơi ghê chứ. Trời ơi, cháu tao kìa. Cái thằng ở bên mà nó dài nè, nó có vợ con nó bự bự rồi ha. Cái nó đương đi vậy nè, cái thấy cục gì đen xì trước mặt nó vậy ha. Cái đi xuống bến bàn á, mà đi bến bàn hồi đó hả, dắt bằng lấy cái dao yếm làm cái dao bàn đăng đi bàn. Cái nói đau bụng quá thôi đi về không phải. Cái chở lợi ha, vỏ sách gạo đổ vú dưới đút dưới trong bụi lùm tre vậy đó. Giấu tới 8 giờ tối luôn. Mà nó là tuổi dần năm nay là nó lớn lắm rồi, chứ nhỏ sao. Tuổi dần nó cũng cỡ 60 mấy rồi đó. Thì cái nó để vậy đó ha, cái bắt đầu tới chừng đi coi ông thầy ấy ha, thì ổng nói nha, tới 8 giờ nó mới cho mày đi ra. 8 giờ tối này nè, cái toàn nó nhốt mày thả luôn đó. Mà tao cho mày hay ha, mà ở đó là đất của bà nội tao bển đó ha. Bà giấu mà dưới mương vậy đó, tao cho mày đi lại đó mày kiếm. Mày kiếm không gặp luôn. Ừ. Kiếm không gặp, ví dụ như lại ông thầy mà tao chụp mà vậy đó. Cái người ta coi rồi mấy giờ vậy đó là bắt đầu mới về, nó mới cho gì vậy? Sao mà ông thầy không đi tìm giùm luôn không mà tìm luôn. Nó kỳ vậy. Cậu mấy cái ông đó người ta giấu rồi mà. Hồi đó đó mà bà đạn bên đó đó. Ai cũng bị ngay chủng rồi bị giấu hoài. Cái mương vậy mà giấu ở dưới vậy mà phóng qua phóng lại mà mày nhìn mày không thấy. Kỳ vậy. Cái người đó luôn. Sao kỳ vậy bà hai? Thì bởi vậy mới nói, người ta mới là ma được. Chứ nếu người ta cho mày thấy rồi sao người ta làm được. Mà mấy người bị giấu luôn chứ không phải nói một. Ừ, cái xóm mình ai mấy người bị giấu luôn hả? Ở bên đó đó, xóm đó là mấy người đó. Cái tiền hô chắc ta sợ dữ ha. Cháu tao đó, nó có con bự rồi chứ bộ nó nhỏ sao, năm nay nó cũng 60 mấy rồi đó. Vậy nha. Mà hồi nó bị đó chắc nó cũng khoảng cỡ bước ngoài 50. Nó nói nó đi bàn, mà sách vỡ sách bàn thì thôi rồi sách đi về nhà. Đem cái sách lại giấu trong bụi tre vậy đó. Nó giấu mất tiêu luôn, không biết đường đâu trơn. Bữa đó tao cũng khổ lắm, tao đi xin tầm dông nặng cất nhà. Cái đi qua cái bắt đầu tao đi giống tre, tao gặp tao nói ủa thằng Hoàng sao mà bữa nay nó làm gì mà nó đem bộ mấy đứa này, bộ nó ở với cha với mẹ nó cự cãi hay gì mà nó đem gạo thóc gì nó giấu trong này. Giật hầu cái thằng mà bị giấu đó, thằng bị ma giấu đó, tới 8 giờ tối đó là nó mới thả nó về. Cái ông đó là ông ở bên ô đá bên đó chứ không phải là ông ở đây đâu đó. 8 giờ tối là tự nhiên thả nó đi về nó thôi. Ngộ hả? Giờ tao bắt tới giờ đó tự động thả luôn. Tao nói mày hả, có mương vậy nè, có mương chút vậy nè, mà nghe thí dụ như ở đây nằm đó nó cho mày đi ngang đây cũng chưa thấy cái người đó nữa. 2-3 người bị giấu thế đó mà phải nhỏ sao, đến lớn của vợ của con. Trời ơi, lớn mấy chục tuổi gì cũng bị giấu vậy luôn. Ừ, chuyện nó khó tin quá bà hai. Nhưng mà nó là sự thật. Thật luôn chứ bộ. Con nghe kể ở đây cái vùng của mình là ngày xưa là ma dữ thần dữ lắm mà bà hai. Bây giờ biết sao không, như mấy cái vậy đó, súng đạn đồ cũng im hết trơn, cũng không có ấy, thành ra nó phải lộng hành vậy đó.
chứ không phải mà chỗ nào nó cũng vậy. Tao ở hồi lúc mà tôi chạy vô ngoài kinh Tây Sáu cái cầu ngoài nha, ở chỗ tao ở người ta chết cũng nhóc hết trơn mà tao không thấy ai trơn á, tao chứ tao nặng bốn dí. Giờ có lần nào mà bà hay kể hôm bữa thì bà hay có lần mà thấy được ma luôn mà bà? Thấy ha, mình nằm ba mình thấy gì chứ không có thấy ma. Biết cái người đó chết á, như dì ruột tao đó, tài thấy mới cho tao nằm bao thấy. Tao sợ cũng như kiểu theo thằng binh vậy đó, bà lại gần mình có phá thấy mình vậy đó. Bà nghe mà đứng chứ xa tôi nghe, bà không có đứng gần nghe là biết bà. Là từ đó tới sau rồi trong mong mày thấy bà sợ thấy đâu. Vì bà hay dám chửi con ma luôn. Chửi thì nói vậy đó. Bà hay võ công dữ vậy bà hay. Bà hay gặp ma là bà hay chửi luôn hả bà hay? Cấm lại gần luôn. Cấm lại gần luôn á. Cái Toàn ơi, sao bà hay ghen quá nhờ? À, em của tôi ha, mà thấy không, mà cũng cúng khiến cho nó đàng hoàng hết trơn. Cái bữa nó về nó gặp nó ha, hỏi mày chứ mày đi về đây mày làm gì nữa? Tôi hỏi nó vậy, mày về đây mày làm gì nữa? Cái nó về nó mần giấy chứng minh. Là giấy chứng minh là biết cái gì không? Cái lòng phái đó. Ví dụ như cái rồi mà mình vô quy y hay là gì kia nọ vậy đó, mà con không có cái lòng phái đó là con không có vô chùa vô chiền gì được hết. Thì cái từ hồi mà thỉnh lòng phái rồi về thì ngồi băng thiên gì đọc từ một cây hương á, niệm hoài niệm tới cái hết cái đó cái là tên nó tới tàn cái hương luôn, cái đốt tới giờ luôn cái không thấy nữa, chỉ thấy luôn. Chào cô chú anh chị đang xem kênh, thì hôm nay mình có về núi Tượng thì mình sẽ đi lên một cái đường núi, thì cái đường này ít có ai biết được cái đoạn đường này. Mình đi mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết được những cái cảnh quan, những cái nơi gọi là tâm linh ở đây nha quý anh chị. Cái gì vậy? Không biết đường nào lên luôn ta. Ở đây thì mình thấy có một cái đường sao mà rất là láng nha. Thì ngày trước là nghe chia sẻ thì ở đó là nơi ông Đậu Dừa đã từng ngồi ở đây là tịnh tu ở đây. Mình sẽ đi lên trên đó coi có những gì không. Ở trên cái bãi đá này là ngày xưa mọi cô chú anh chị những cái người lớn tuổi chia sẻ rất là đẹp. Và tảng đá giống như một hình cái gì đó, giống như một cái tòa nó rất là ngộ của chú. Vào cái mùa này là me nó rụng rất là nhiều. Vào mùa me nè, me cái xứ Ba Chúc của mình là những cái đa số là me dán me chua gì nè. Rất là chua dã man luôn nha, để dành mà ngậm phơi ấy muối á, rồi mình quay được cái con sóc con nhen gì nè. Những cái cây me ở đây là tuổi đời rất là cao nha, vì nó mọc ở trên đá mà cái hình thù nó cỡ này luôn đó. Là cô chú anh chị biết được cái tuổi thọ nó dẻo dai cỡ nào. Mùa này lá cây nó gây rụng rồi, nó rất là nhiều luôn, không biết đường đi trên đó xa xa mình thấy nó một cái hang vì ở trên đó nha. Khung cảnh ở đây rất là hoang tàn nha. Vào cái buổi chiều này tầm 4 giờ mấy, khoảng 5 giờ rồi. Mình có cố gắng tranh thủ quay cái clip này. Phía xa xa là mình nhìn phát hiện được những cái ngôi mộ nằm rải rác ở trong cái cánh rừng à. Ở đó hình như cái hang động gì trên đây, mình sẽ đi lên đây thử ra xem sao. Có đường đi không ta? À, ở bên đó có một cái hang động cô chú anh chị. Mà những cái tảng đá ở đây hình vị của nó rất là lạ nha. Giờ theo chế chú Sáu chia sẻ ngày hôm bữa có nói với mình đó, là cái nơi này ngày xưa cảnh vật người bà con người ta dọn rất là trống trải,
Tại vì những cái năm đó thì còn trong cái chế độ cũ á. Vậy lúc đó bên chế độ cũ thì người ta không có cho mà trồng những cái cây gừng rú như thế này. Và đồi núi mình cái thời điểm đó là nó phát quang, là không còn sạch sẽ, không còn cái chống lỏng hết trơn, không phải mà gừng cây như bây giờ mà những cái bên môi trường cây xanh đó thì họ cho trồng những cái cây lên. Đá là có cái dàn dãy gì rất là ngộ chứ. Mấy ông cụ mà trước nói á, khi mà muốn nhìn cái cảnh ở dưới hai bên mà cái thời mà chiến tranh giặc giả đó, đứng trên núi là có thể là nhìn thấy toàn cảnh trên đây luôn, không cây cối mà tùm gì đâu. Mình phát hiện cái này là cái gì ta, cái áo cái gì của bộ đội hay sao nè. Như ở đây là cái đường mòn mà đi lên trên núi. Và mình khi mình tiến lên đây mình thấy được những cái hòn đá hình xù xì vậy đó. Nó rất là lạ mắt. Quá là nhiều tiền tre của chú. Kiếm cái cây mới được. Đi mình phải đập những cái đường gì đấy mình. Bây giờ gắn dép không? Quá trời. Y bên đó có một cái hang động. Chắc cái này ngày trước là những cái ông bà trước người ta chặn lại những cái đường này để mà trồng cây hay sao. Những cái cây đó cái gì mà người ta chặt cái thân ra gì luôn đó. Cái cây đó cây gì ta làm thuốc nam hay sao. Rồi sao mình đi qua cái hang đó được ta. Quá tàn lùm bụi gì. Đây gì leo đây. Phát hiện qua là cái bên đó chắc cái hang mà những cái ngày trước á, về ông bà xưa người ta ở trốn ở bên đó. Tại vì nó tượng của chú anh chị, những cái ấy dạ, những cái nơi mà mình nhìn thấy được á là do những cái cục những cái mùa khô á, rồi cây cối nó mọc nó hạ xuống rồi nó bị khô á. Nên mình thấy được chứ những cái nơi phức hẻo lánh rồi kia, những cái cây to nó cổ thụ lên thì mình không thể nào mình thấy được. Những cái hòn đá gì đó nó có cái hình hài rất là lạ mắt. Mình đã phát hiện ra một cái hang động. Ở bên đây mình thấy có một cái hang động về ngày trước nữa nè. Ở đây. Ngay vị trí này. Nhưng mà lâu ngày rồi những con sóc ở đây nó vàng quá. Mình đi cái đường này á là cái đường mòn của bà con đi làm tầm dông vậy nè, chặt uống á, nên có một cái đường mòn á. Chứ sự ra nơi này là mình chưa từng biết nha, mới biết chỗ này luôn. Tàn dòng nên mình phát hiện ra một cái hòn đá quá đẹp.
nhìn nó kiểu dáng kiểu với đó rất là sạch sẽ của chú, cái hình vị rất là lạ. Nếu mà mình xuyên mình đi khám phá mới biết được thôi, chứ bình thường thì không thể mà biết được nhiều cái nơi ngõ ngách trên cái đỉnh núi Tượng và nhiều cái gì đó đó tùm lum hết. Cái dây leo gì đó nó bò chằng chịt lên nhau, nó bự nó to lắm. Cái hòn đá này nó ngộ ha ta. Thì cái phần bên đây nè, nó có một cái đầu đưa ra giống cái mình. Và tới ở trên đây nè, nó có một cái u cục đá nó u ra. Nó giống như một cái kiểu cái con gì đó rất là ngộ. Mình thấy bên đó có nhiều hòn đá cũng lạ lắm nha. Ở đây nó cũng giống như là một cái nơi mà ẩn mình của các vị tu sĩ ngày xưa. Tại vì núi Tượng đó là những ngày trước đó, là nhiều cái vị tu sĩ rồi nói chung sư thầy rồi rất là nhiều người tu nhân nữa, họ tìm lên những cái ngọn núi linh thiêng như thế này để mà đi tìm giác ngộ và tu tập cái bản thân của mình được được hoàn thiện gì đó về cái khả năng con đường đạo màu. Kêu đạo màu quá cô chú. Trên mình thấy là ở đây nè, nó có một cái kẻ hang nè. Đẹp lắm nha. Có thể là mình ở đây và trú ẩn và nắng mưa vì đó cũng không sao, tại vì nó nguyên cái khối đá rồi, nó giống như có một cái kẻ đưa vô rồi có thể nằm nghỉ ở đó rồi được luôn. Thì các cụ ngày xưa là tu tập họ không có sợ cái gì hết. Có những cái gì tu sĩ họ ở trong hang mấy tháng trời liền, rồi họ khi đói thì ăn những cái gì mà cắn thử chát chát đó. Đói thì ăn, nói chung là họ có thể là họ dùng cái vị chua là chỉ để giải khát, còn vị chát là để đỡ đói. Họ tu tập một cái kiểu giống như khổ hạnh để đi tìm giác ngộ. Rất là nhiều bậc tu nhân đã về đây để mà ăn tu. Mình thấy được còn cái hòn đá này gì đó, mình nhìn ngay đây nãy giờ là mình không có rời mắt cái lượng của chú. Kiểu nó gì đó nó rất là hay nha. Thì hôm bữa mình có đi quay về những câu chuyện mà bên bóp đó, thì có một cái ông chú, ông cụ đó, ông ở địa phương này, cũng là con em của dân làng Ba Chúc. Thì ông khi 11 ngày đêm á là ông ở trên một cái đồi, cái cục đá giống gì nè, rất là cao. Và ông ở trên anh đó, ông nằm trên đó suốt 11 ngày đêm, là chỉ ăn vỏ cây và nhắm vỏ cây và ăn cái gì đó, bứt cái lá cây đó ăn và sống tới 11 ngày luôn. Rất là ngoạn mục. Nghe kể là ông ngồi trên đó để mà ông niệm Phật cái gì đó, rồi ông núp ở trong cái kẻ đá nó suốt mười mấy ngày đêm. Thì rất là mà một điều lạ là không có bị quân địch phát hiện luôn nha. Thì ông sống sót tới bây giờ luôn. Ông cũng là một cái nhân chứng sống của vụ thảm sát Ba Chúc 1978. Ồ, bên đây có nhiều cái nó ngộ nghĩnh đó. Cái này giống như một hình một cái chiếc giày gì đó cô chú. Một chiếc giày mà giày ống giống như mà trong phim phim Từ Thiên mà chúng ta coi, mà phim mấy cái vị tiên á. Họ ấy có một cái ống đôi giày nó là lạ. Giống như mà cái kiểu các vị tiên bỏ quên hay đánh để lại đây hay sao. Nhìn ở trên cái đầu có một cái ống giống như cái cổ của chiếc dài, và phần mũi ở dưới nó đưa ra, và có một cái sọc đưa xuống nè. Nó nằm dung chân luôn nha, chân kéo dài luôn.
ngoài sau là bóng, mình sẽ cố gắng tìm đi lên đây xem sao. Ôi ôi, ôi lạ nhất là cái cục đá này nè cô chú anh chị ơi, cái hòn đá này nó có văng có dãy rồi nhìn nó ngộ lắm. Giờ người ta chắc trồng vì lên những cái đá nó hay sao đó làm cái gì đó không biết, hay là các vị để ở đây mà tịnh tu ở đây rồi sao không hiểu lắm. Ai biết thì cho mình giúp mấy bình luận nha cô chú anh chị. Hai ba tảng đá và đó có một cái hang động vì ở trên cái tảng đá đó nữa. Nó cày đi ớn quá nha. Ôi mình nhìn lên đây mới thấy rõ ràng là giống một chiếc giày thật sự của chú ha, giống luôn á, từ ở trên theo mắt mà mình nhìn cái kiểu chùa tượng tí xíu á, nó sẽ ra giống như là cái hòn đá. Ok có giày quả đó, mình thấy có một cái đường đi vô nha, có thể là dẫn đi tới đâu không biết nữa. Ui vậy là dẫn chỗ qua luôn, có thể là đi xuyên qua bên kia được luôn. Nó có những cái kẻ cái ô đá mà. Mình nghĩ lên đây là có một cái hang động nha, một cái hang động gì có thể là liên thông bên kia luôn, và cục đá này luôn cái gì đó, nó tại thường là những cái ta gọi là lò ản á cô chú. Thì đá thường thường những cái thang đá to nó sẽ có những cái lò ản nằm ở trong những cái toàn đá to như thế này. Thì mình đi tới đây mình thấy nhiều cái hòn đá rất là hay, từ cái chân núi mà bãi đá dưới chân mình đi lên rất là nhiều, nó chảy dài cục, nó kiểu giống như là nó chia ra từng nhúm cục đá nằm giống như kiểu này nè, hai ba cục lớn rồi nó dài, bên đây đá to, dài phía đây là những cái đá nhỏ nó nằm lăn làm cách xa vậy đó. Mỗi một nơi là mỗi một cái hòn đá nó khác nhau luôn. Mà khi mình đi tới đây thì lá cây nó quá là nhiều, mình đi rất là ngán cái chân. Không biết những cái cây này cái gì mà hình dạng lạ quá ta, cái này có phải cây ăn so không ta, gì không biết, hơi dính cá gừng gì không biết. Bởm có một chú đi tìm cái cây ăn so mà mình cây những cây đó, mình có quay clip đó nhưng mà mình không thể mà để ý được những cái cây như thế này. Có những cái môn là mình có thể đi lên tới ở trên ngay cục đá túc trên của chú anh chị. Ở đây là mình thấy hình dạng vàng rồi đó. Mình sẽ mở đường đi qua bên chỗ cái ông mấy bà né đường con đi mấy ông luôn. Sao chui qua được ta? Nặng đi ơi. Sẽ đi qua cái kẻ đá bên này coi để có phát hiện được cái gì không. Cây mọc giả mang đi, mấy cây mai quá là nhiều của chú ơi. Mai này mai mình nè, mai mấy con chim nó ăn mai gì đó, nó mọc lên cây mai giữa rừng rất đẹp luôn.
biết là mình bứng về hả, bứng về mới nó mọc, nó mọc rồi không ta, sợ là nó đất nó khô quá hay sao, sợ chịu không nổi. Mai gừng à, lá tàn lá cây. Ôi ôi, đá lạ quá vậy, như kiểu là bị cắt ra một đường mà có một cái kẻ ở đá gì lạ quá. Nhiều cái hòn đá ở đây nó gì kỳ lắm, có chung chắc cái này một cái gánh hay chưa, hở luôn. Đá khá là to nha. Sẽ băng qua cái kẻ đá mà đang gặp cái đường nhỏ, hay qua đây cũng đường khủng khiếp bự. Qua đây được rồi. Ôi ôi, qua đây giống như một cái thế giới khác kìa. Đá đeo các bờ bự rất là to. Và mình thấy được cái hòn đá từ đó nó có nhiều cái hình dạng đẹp lắm luôn. Phú Tượng là nổi tiếng có những cái hòn đá rất là dị kỳ, hình dạng thì không thể mà lý giải nổi, hình này hình kia không biết. Sự sớm giờ mình đi, bữa nay mình đi là mình không có đem mang giày, định là đi vòng vòng dưới, không đâu có định đi núi đâu. Sao mà hồi đi rồi được cái bà cụ kia bà chỉ đường qua đây, mình thấy gì mình đi lên đây thử khám phá như thế nào. Sự đi lên đây khám phá được cái cảnh quan quá đẹp, cái đường này rất là vắng nha cô chú anh chị, có những cái cây cổ thụ, miếng cây cái gì ra nó sần xù xì. Có người lên đây có vỏ bánh cây, ít bà gãy hàng gì đâu. Ôi ôi, mình đã chui ngang được cái kẻ đường này. Ở đó có một cái hang vì ở đây nữa. Ôi, có một cái nơi, một cái hang đó nó vui. Nó tàn ra chứ ta.
gì mà ghê dữ vậy? Ở đó mình phát hiện ra một cái sơn động cái gì ở ngay chân cái vị trí ở đó đó cô chú. Đây mình hình ra tảng đá này hình giống như cắt khúc ra 3-4 khúc rồi đó. Quá tàn cái cây. Ôi, đẹp quá nha. Nhiều cái hòn đá đẹp ở nó cứ núp trong những cái lùm cây này của chú anh chị. Ở trên vách đá này giống như một cái những cái chữ viết vì chữ viết bằng ký tự gì ở trên cái hòn đá này. Ha. Chú anh chị có biết được hình gì thì cứ giúp bình luận cho mình, có giống như mình nói không? Thì mình đi tới đây thì bắt đầu đường nó gần gặm dữ lắm rồi, mình không thể nào đi được nha. Chắc tới đây mình sẽ trở lại cô chú anh chị. Ở cái đá này dài ngộ quá nè. Mình dùm lại cái.